好，有请你来读这个阅读。生活就像一面镜子，你对他哭。第十五，男子 C， 他也对你哭。如果你想要，他对你微笑，那么只有一种办法，就是也对他微笑。微笑，微笑，对，是微笑，是最美好、最迷人的一种表情。人生有成功，也有失败，谁都不可能一帆风顺。真正大的智慧，往往源于失败的教训。古今中外，大多数成功者都经历过失败。可贵的是他们的勇气，他们能微笑着。十六，答案是 A， 面对失败，就像马克吐温，吐温。马克吐温经商，失意。变什么老师？气上啊。吐温，不对，变了气上吐温。吐温。不错。气荒。放气。放气。气伤。吐温。气伤存文，结果一举成名。我们不能单单停留在失败中，要从失败中吸取经验教训，把这些经验教训作为以后行动的时机是参考，这样我们才会变得成熟。最终，十八是到达。最终到达成功的彼岸，正如拿破仑所说的，避免失败的最好方法就是决心获得下一次成功。cuộc sống cũng giống như là một tấm gương, bạn khóc trước mặt nó thì nó cũng sẽ khóc trước mặt bạn. Nếu như bạn muốn cười với nóNếu như bạn cứ muốn cười mỉm với nó, thì như vậy thì chỉ có một cách, đó là phải, chính là phải cười với nó. Cười, cười chính là một cái thể hiện, là một cái loại thể hiện đẹp đẽ nhất và quyến rũ nhất. Nhân sinh, cuộc sống của con người có thành công và cũng có thất bại. Ai...cũng đều không thể thuận buồm xuôi gió. Chân chân ta trí tuệ, cái trí tuệ thực sự, trí tuệ thực sự lớn nhất, trí tuệ thực sự luôn luôn bắt nguồn từ những cái bài học thất bại, từ những bài học kinh nghiệm rút ra từ thất bại. Từ trước đến nay, đại bộ phận những người thành công đều đã trải qua thất bại.Tuy nhiên thì điều đáng quý đó là cái sự dũng cảm của họ. Họ có thể cười đối diện với những thất bại. Giống như là ông này ông nào ấy thầy, mà không thủ quân. Mark Way. Thủ quân là Way. W-A-E. Mark Way à? Mark Way. Giống như là ông Mark Way.Cái gì đấy? Chinh sang sư y là gì thầy? Chinh sang sư y. Trải qua sư là thất, kinh thương thất ý. Phan chi là... Trải qua cái buôn bán kinh doanh mà thất bại à? Thất bại, đúng rồi. Và vứt bỏ việc kinh doanh để đi học. Theo người văn. Súng quấn tức là làm nghề liên quan đến văn chương ấy. Như làm cảnh sát thì người ta gọi là súng chỉnh. Như làm cảnh sát thì người ta gọi là súng chỉnh.
Đây là súng sư đúng không thầy? Súng sư làm đúng, ấy. Tức là mình làm cái nghề gì đó, súng súng huấn là đi theo nghiệp văn, đi theo nghiệp văn chương. Nó là động từ. Súng đúng huấn rồi nghĩa là súng súng là chính là cái từ súng sư ấy, chứ là súng sư thì ý sự cái ông Macquay này, cái ông Macquay này là kinh doanh thất bại, liền từ bỏ việc kinh doanh và đi theo nghề văn. Kết quả là đã kết quả là đã nổi tiếng. đúng rồi. Chúng ta cũng không nên chỉ đơn đơn thuần là Dừng lại trong thất là bại. dừng dừng lại trong thất bại, mà phải từ thất bại rút ra những cái bài học kinh nghiệm. Lấy những cái bài học kinh nghiệm này làm cái gì, làm cái tham khảo cho những hành Hành động động sau sau này. này. Như vậy thì chúng ta mới có thể trở nên trưởng thành, cuối cùng sẽ đến được Bỉ An, là cái bờ, bến bờ thành công. Trân rú giống như là Napoleon đã nói, cái cách tốt nhất để tránh thất bại chính là quyết định, quyết tâm. Chính là quyết định, quyết tâm, có được quyết tâm để đạt được thành công một lần, để đạt được một lần thành công. Của tứ đạt được sự thành công lần sau, đạt lần được sau đúng không? Xa ý sự Đó chính là lần quyết sau. tâm. Đó chính là quyết tâm đạt được thành công lần sau đúng không? Của chữ nền là ý sự hay mấy bà tham mình funny. Ok. Ta sẽ chơi funny. Đi vào bộ phận. Sử triệu. Ta đây cung xeo chơ chủng trang trụ xẻn rán quay thai chiếu trứ tả khai là ta mấn. Láo chủng mân xeang tha pha chu lở rơ chính đã yêu chính. Để ta phê trắng hảo đất trứ quay khớ tai uy. Sân trừ yêu trang mấn quay tha chứng lý yếu quan tập bù mấn. Chủ quay liếu trụ chư cơ rến trái. Chuyện chung, ta chuyển chứa là y cha tha chơi cả sinh chi tử tan quay. Cái sự đam mê của anh ấy, cái đam mê của anh ấy đối với các phương tiện giao thông rõ ràng là đã mở ra một cánh cổng lớn đối với việc tìm việc của anh ấy. Những ông chủ thì đã đưa ra những cái lời mời rất là nhiệt tình đối với anh ấy, đưa cho anh ấy những cái vị trí việc làm và chế độ đãi ngộ rất là tốt, thậm chí còn chuyên môn, còn thành lập một cái vị trí việc làm hoặc thành lập cái ban có liên quan một cách chuyên môn cho anh ấy, chỉ để giữ lại cái người có nhân tài này. Cuối cùng là anh ấy đã chọn một cái đơn vị mà anh ấy thích nhất, Ta An Tư Bi Sẻng Yêu Lu Yung Tha Tờ Cung Sư Bu Trử Ý Chà Ý Chà. Muốn mà tuyển dụng cái công ty mà muốn tuyển dụng anh ấy không chỉ có một công ty. Không dừng lại, chữ đấy là thính chữ đi rồi. Không dừng lại ở một công ty, không chỉ một công ty cũng đúng. Rân khứa. Rân khứa ý chia công sư. Rân khứa ý chia công sư tại trao phiên sứ đâu khuây chú ý cơ rấn tỏ ở trung khứa năng lý. Rắn ớ tại toàn trang tỏ miễn sử miễn sử sử chân lý. Ú luận chuẩn bay tử ú luận chuẩn bay tử rú khứa trung phân tâu ú phả rằng cơ rấn tâu ú phả rằng cơ rấn trái nâng chuyến phang quay tỏ chẳng sự chú lại. Chú ấy chiếu trực trở in cài chua đỡ tạ sự in cài chua tạ sự chân tuệ sủa chân tuệ sủa in pin cảng quay chẳng đèo ý cơ rấn tận năng lý khớ chuan chẳng chuan chẳng chân tuệ chứ cơ xăng chân tuệ chứ cơ xăng công chua chẳng si
阐述自己的优点和长处。Bất kỳ một công ty nào khi mà tuyển dụng đều chú ý đến năng lực tổng hợp của một người. Hơn nữa, ở trong một cái thời gian phỏng vấn ngắn ngủi thì bất luận là chuẩn bị có đầy đủ như thế nào thì cũng không có cách nào có thể để cho rấn trái, để một người có tài năng có thể chuyển phương vị, có thể thể hiện ra được tất cả hoặc có thể thể hiện ra được toàn diện. Là một người tìm việc thì nên làm đó là phải nhấn mạnh được cái năng lực và cái sở trường của cá nhân đối với cái tảng quay gì thôi cương vị đơn vị vị trí công tác đối với cái vị trí công tác mà mình ứng tuyển và phải trình bày được những cái ưu điểm và sở trường của bản thân mình một cách tỉ mỉ đối với cái công việc này. Đối với công việc hướng tới, chân tuổi đây là nhắm vào hướng tới. Chân là cái khi. Thế thì chân tuổi, ok. Chân tuổi là hướng tới. Có nghĩa là phải thể hiện được ưu điểm và sở trường của mình một cách tỉ mỉ đối với cái công việc mà mình hướng tới. Đúng rồi. Tán sư si. Chiếu chứa sửa yêu biểu xem sư sĩ đó yêu sự. Là người tìm việc cần phải thể hiện được những ưu thế của bản thân mình. Rấn chi quá chị. Mình phiên xeo in. Mình phiên xeo in sư chữ lãng cơ rấn chai chào quảng sứ. Rú của sổ xem biểu minh tự chỉ ủy tuy phong tỏ thái tụ hứa chia trứ quan xiang thúng. Chiêu khuẩy sử tuy phong tản tạo ní ủy tha yếu khẩn tùa tỏ xiang sơ xin. Chúng ớ khẩn khoai tỏ xua xảo ủy nỉ tỏ xin lý truy lý. Công nghệ đi thúng nỉ chia chín. Chia chẳng lãng hảo tỏ rấn chi quan xỉ. Tại chưa lý. Yếu mục đích đạo, xiang đối phương biểu minh thái độ và quan điểm, jiu ru tong ming pian yang, ke yi ba zi ji jie shao gei dui fang. Cái hiệu quả của danh thiếp đó là chỉ hiệu ứng danh thiếp. Mình thấy là biết là hiệu ứng nhưng mà thấy là hiệu quả thì dịch nó hay hơn. Hơn là hiệu ứng. Ví dụ, bởi vì cái hiệu quả là khi mà nó giao tiếp thì nó có trực tiếp hơn ấy. Còn cái hiệu ứng thì khi mà nó hỏi cho dùng cho khoa học thì dùng hiệu ứng. Đây như là mình một thấy cái là tên. Hiệu cái này sao in này là một cái tên. Hiệu ứng danh thiếp. Hiệu ứng danh thiếp là chỉ cái lúc mà giao tiếp giữa hai người, nếu như đầu tiên thể hiện rõ bản thân mình, thể hiện thái độ và thái độ và giá trị quan của bản thân mình với đối phương là tương đồng với nhau. Đấy. Như vậy sẽ như vậy sẽ khiến cho đối phương cảm thấy bạn có tính tương đồng tương đối nhiều với anh ấy. Từ đó thì rất là nhanh có thể thu hẹp được khoảng cách tình cảm với bạn. Càng
đồng càng nguyện lòng đồng tiếp tiếp xúc gần với bạn, kết thành mối quan hệ giữa các cá nhân tốt đẹp. Ở điểm này thì có sự hiểu biết, có mục đích, thì Trang Tây Phạm thì thể hiện thái độ và quan điểm đối với thể hiện thái độ và quan điểm đối với đối phương một cách có hiểu biết và có mục đích, thì giống như là một tấm danh thiếp có thể giới thiệu bản thân mình với đối phương. 答案是C，名片效应可以缩小人之间的距离。 Hiệu ứng danh thiếp có thể rút ngắn khoảng cách giữa con người với con người. Đấy. Mình phép đây là một cái gì đấy nó trừu tượng. Chứ mô phú cái ý sự. Cũng sự chân chân là hiểu cái mình phép. Mô mô khú khú đó. À, mình hiểu mình phép mà, lão sư? Không có. Tôi chỉ giới thiệu tôi chỉ. Thì trước thì có mình phép, thì hiện tại thì không dùng nữa. 不用，对。名片是一种广告啊，广告自己做什么？我以前是要用名片，现在了，有网络了，有Zalo和Facebook了。对。我觉得很多人经理也没有用名片了。对，不需要的。不需要。有那个高贵的车子就行了。 觉得不方便呢？嗯，对，有电话号码，有Zalo、Facebook就行了。熟悉了，那就会互相了解啊。嗯，刚做了一会就给名片了，这是以前的风格，现在很少用这个风格。嗯，对。嗯，二十二。 本职位，本职位任职要求：一，从事电视什么编导？编导。哦，对了，编导。编辑的意思。新闻。编辑和。编导。嗯。编导。电视编导、编辑和指导导演嘛？导演。导演。编辑和导演。指导演员的。 是导演，指导演出的，就是导演的意思。导是指导啊，领导啊，嗯，很乱七八糟了。<笑>新闻，新闻采编工作3年以上，有丰富的外拍经验。二，集体预容。 敢强，能很好的与团队其他工作人员进行工作对切。三，能适应出差的工作节奏。四，有超强的抗压能力和工作主动性。本职位任职要求，任职là cái vị trí việc làm này yêu cầu đúng nhá, yêu cầu cho vị trí việc làm này, yêu cầu cho vị trí việc làm này, hoặc là cái vị trí việc làm này yêu cầu nhất, thứ nhất là phải làm cái việc biên tập và đạo diễn ở đài truyền hình. Thứ nhất là làm cái công việc biên tập thời sự đạo diễn ở đài truyền hình 3 năm trở lên. Đúng rồi. Có kinh nghiệm chụp ảnh ngoài trời giỏi, có kinh nghiệm chụp ảnh ngoài trời phong phú. Thứ hai là trí thị rúng uy tập thể. Có ý thức tập thể. Rúng uy tức là tôn vinh, vinh dự đấy. Vinh dự cảm tức là cái cảm giác vinh dự đối với tập thể rất là mạnh, thì gọi là ý thức đoàn kết, ý thức tập thể cao.
có ý thức tập thể cao. Có thể làm việc. Có thể kết nối. Tôi chia là kết nối. Làm có việc. Thể kết nối công việc. Có thể kết nối làm có việc. Có thể kết nối công việc với những cái thành viên khác trong đội trong một đội cách nhóm tốt. Khả năng làm việc nhóm ấy. Có thể kết nối làm việc tốt với các thành viên khác, với những các thành viên làm việc khác trong nhóm. Thứ ba là có thể thích hợp với công nhịp có thể thích hợp với nhịp độ công việc đi công tác. Thứ một cách tư nhịp nhàng. Chia 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 chậu là nhịp nhàng. Đây là chưa nhịp in làm chấm là việc chia chậu đấy ạ. Tức là khi mà đi công tác ấy, thì có thể cân đối nhịp nhàng công việc, Đúng rồi. Phân bổ việc làm là việc. Có thể thích hợp mà có thể thích ứng được với nhịp làm việc khi đi công tác. Đúng rồi. Thứ tư là có cái khả năng chịu đựng và cái tính chủ động trong làm việc cao. Cao, làm yêu cầu thế nhỉ? Yêu chiều nó mà tua. Khởi sư xin sủy ti à? Xin chào tầm nhá. Xin chào Công tư hai xin mấy tí sủy. cao. Chuyên trung yêu đó sự xin chấu ở công sư tham mần hải mấy thí tao. Xin chấu là gì? Xin sủy. Xin chấu là tiền lương á. Thấy, xin chấu là tiền lương á. Xin chấu miên sự là tiền lương có thể thương lượng ấy. Ở trong bài trước. Xin chấu miên sự, tiền lương. Tiền lương. Xin chấu miên sự là tiền lương có thể thương lượng ấy. Thì nó có nhiều từ. Nó có nhiều từ. Cũng vậy. Cung tư cũng vậy. Đáp án B, 这是招聘, 这是招, 这是招聘, 报社记者的广告. Đây là cái quảng cáo tuyển dụng phóng viên báo xã hội. Báo xã hội. Thấy. Cần chi trở cho một tour. Đằng sau đây gia là lì. Một cái quảng cáo. Đây là một cái quảng cáo tuyển dụng phóng viên bao sở là cái gì thầy? Đâu đâu? Bao sở. Bao sở là chỗ nào nhỉ? Tòa báo đấy. Chứ trao in bao sở. Bao sở tức là một cái kiểu như là một cái tòa soạn báo ấy. Bao chứ bao chữ là sở, sở là một cái công ty thôi. Giống như là mình nhớ cái từ du lịch là lũy xính không? Thì công ty du lịch người ta gọi là lũy xính. Lũy xính sửa. Thế còn bao sửa là thế một bao sửa là tòa soạn. tòa báo ấy. Tòa soạn báo. Tòa báo. Bao sửa chi Đúng chửa rồi. Tức là một cái ký giả, một cái phóng viên của tòa nhà báo. Là đây là một cái quảng cáo tuyển dụng phóng viên cho tòa báo. Nhưng mà đáp án là đi chứ. À đáp án đi à thầy? Đi không? À sao là? Chưa có chữ quầy khở nấng chán chán chi yêu chú trai. Cái vị trí công việc này có thể thường xuyên đi công tác á? Đi công Cần tác. phải thường xuyên đi công tác. Thì Chẳng biết được. Nó cũng non đấy. Cái đáp án D nó chỉ là một phần nhỏ của cái đáp án của B thôi. B thì mình đúng hết thầy. Nhưng mà cái này thì cũng không rõ rằng là một cái bao sửa hay là một cái tên sư thái. À tôi đây đúng rồi, nó cũng không không có bao sửa. Đây Nó nó là bao tên sư sửa. thái này. Bởi vì là trên Đây là đây. súng sư tên sư Đó là kinh nghiệm tên tạo làm đây. việc. Có nghĩa là cái tao sửa nó không nhắc đến nên là nó là sai. Cái xác suất Còn đúng cái thì mà nó thấp hơn. đúng rồi, những cái mà nó cứ cho vào mà nó không có thông tin thì là sai. Mặc dù là cái câu cái ý của nó là đúng. Đây là dễ bị lừa. Học tiêu phụ phần là tiêu san phụ phần
Những người trẻ khi mà chọn lựa nghề nghiệp thì thường xuyên là lấy cái mức lương làm cái quan trọng nhất, thậm chí là cái tiêu chuẩn duy nhất. Trên thực tế thì những cái vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ thì vẫn còn rất là nhiều. Khi mà chọn lựa công việc thì đầu tiên cần phải xem xét đến nghề nghiệp, ngành nghề. Đầu tiên phải xem xét đến ngành nghề, bởi vì ngành nghề quyết định cái xu hướng phát triển nghiệp vụ của doanh nghiệp, của xí nghiệp hay là của công ty, hay là dịch là công ty hay xí nghiệp đấy? Công ty. Ok, dịch là công ty. Bởi vì ngành nghề sẽ quyết định xu hướng phát triển nghiệp vụ nghề nghiệp của công ty. Đại bộ phận các công sự phát triển nghiệp vụ của hầu hết các công ty đều bị ảnh hưởng sâu tạo đều có ảnh hưởng từ các ngành nghề chứng thị đều có ảnh hưởng từ các ngành nghề chính. Nếu như ngành nghề mà không phát triển thịnh vượng thì công ty sẽ cái sự phát triển của công ty có được sẽ rất là khó, sẽ tương đối khó. Nếu như công ty muốn có một sự phát triển tốt thì tương đối khó. Cái danh từ là cái này đấy thầy. Phát triển là danh từ chứ. Chỉ yêu chỉ đứa hảo tập phát triển. Chiêu sử chính là cái định ngữ đằng sau, vị ngữ đằng sau ấy. Cái danh từ là cái... khảo tập phát triển là cụm danh từ. Chỉ đứa là động vâng, từ. Đúng không? Công ty muốn nhận được cái sự phát triển tốt ấy, thì tương đối khó. Tư duy đơn giản đấy, có cái rất là đơn giản. Cái gạch chân cái cụm từ khảo là pha trả đấy, cụm danh từ nó có thế đấy. Nhưng mà cái chỉ dê giao chỉ tứa đó chính là cái định ngữ, cái sự phát không triển phải. Chỉ dê là chủ ngữ luôn, giao chỉ tứa là động từ, thế còn danh từ là khảo từ pha trả. Ừ, đúng rồi. Các... Cơ mà mình quen tư duy phức tạp lúc tư duy đơn giản là nghĩ nó sai, sợ nó sai. Các công ty mà muốn có được sự phát triển tốt thì tương đối khó. Nếu như ngành nghề, nếu như sự cạnh tranh của ngành nghề quá kịch, quá gay gắt thì sự phát triển của công ty cũng tất nhiên là sẽ có ảnh hưởng. Sẽ không dễ để có thể nhận được sâu y. Lợi nhuận tương đối lớn. Vì vậy chọn lựa một ngành nghề tốt thuộc vào cái ngành nghề ở trong giai đoạn đang phát triển đang phát triển là tiền đề với công việc tốt, chính là tiền đề chọn chính là tiền đề chọn
là chính là tiền đề là chọn lựa một công việc tốt. Vâng. Sản sinh và phát triển. Chỉ sử, chỉ sử sư hảo hàng nghề, dễ khở nâng yếu bù nà mà hảo đa chỉ yê. Chỉ chú ý, hảo hàng nghề bù tẩn vì đa chỉ yê. Hảo chỉ yê bù tẩn vì đa chỉ yê. Yếu xe chỉ yê sư rán quê mô đa, đàn quê bì hảo. Lì rú, yếu xe chỉ yê, hàng nghề y chú xe nông vân thí, bèn lì khở trái yuán. Ờ, chờ chư 这至少说明企业没有长短长远规划，经营不稳，所以在选择工作时要尽量避免选择看上去大，实际上弱的企业。与其如此，不如在小企业等等着，至少有比较大的发展空间。 tiếp theo, mặc dù là một cái ngành nghề tốt, cũng không phải dễ phụ dễ dễ khả năng hiểu phụ năng cũng khả, cũng không, có khả năng là cũng có khả năng là một cái công ty không tốt như vậy, không chắc là tốt như vậy, không chắc là tốt như vậy. Hãy hãy chú ý, một cái công ty tốt không có nghĩa là một công ty to. Có một số các công ty mặc dù là quy mô rất là lớn nhưng mà chưa chắc là tốt. Ví dụ như là có một số công ty khi mà ngành nghề xuất hiện vấn đề gì đó thì liền tinh giảm bên cắt giảm nhân lực. Điều này điều này Covid cái đuổi hàng loạt giáo viên thôi chứ. Điều này chị cũng nói rõ là các công ty điều này chị cũng cho thấy là các công ty không có sự quy hoạch lâu dài, kinh doanh thì không ổn định. Vì vậy mà khi mà chọn lựa công việc thì cần phải hết sức tránh chọn những cái công ty nhìn thì lớn nhưng mà thực tế thì rất là yếu. Ủy chi rú sử, thay vì như vậy thì không bằng thì hãy ở cái công ty nhỏ mà chờ đợi. Chứ sảo ở chí ít thì cũng có cái không gian phát triển tương đối lớn. Mấy sợ mà.第三个要考虑的就是个人发展空间的问题。对于毕业时间不长的人而言，职业发展是关键，这会决定你未来若干年的位置和走向。所以在选择工作时，职业发展空间 应作为关注焦点。职业发展空间也包括两方面：职位发展与能力发展。因此，对于你所申请的工作，必须明确岗位职责，思考应岗位是否能够提高。该，思考该岗位，该了对。 cái này思考该岗位是否能够提高自身能力，能否得到职位上的提升，还是提升？提升，第一个声调，提升，OK，提升，对。 Cái điều thứ ba mà cần phải suy nghĩ đến đó là cái vấn đề thứ ba cần phải suy nghĩ đến đó là cái không gian phát triển cá nhân.
đối với những người tốt nghiệp mà không lâu mà nói, đối với những người vừa mới tốt nghiệp mà nói, cái sự phát triển ngành, sự phát triển nghề nghiệp mới là quan trọng. Điều này quyết định cái vị trí và cái hướng đi tương lai vài năm sau đó. Vì vậy, khi mà chọn lựa công việc thì cái không gian phát triển nghề nghiệp cần phải coi là chuỗi, cần phải trọng tâm chú ý. Không gian phát triển nghề nghiệp bao gồm hai phương diện: phát triển vị trí việc làm và phát triển năng lực. Vì thế mà đối với cái công việc mà bạn xin ấy, thì cần phải minh chuẩn, cần phải hiểu rõ cái chức trách của vị trí việc làm, cái trách nhiệm đảm nhiệm của vị trí việc làm. Cần phải suy nghĩ cái vị trí việc làm này có thể nâng cao được năng lực của bản thân bạn hay không, có được sự đề bạt trong vị trí việc làm hay không. Okay. 23. Tác giả không tán thành khi mà xin việc thì chú ý xem xét đến điều gì? Trọng điểm xem xét đến điều gì? Đáp án từ A, cung chư là tiền lương. Cung chư, cung chư rất quan trọng. Ơ, sư phụ. Đối với hiện tại nói. Cung chư. Ơ, sư phụ, cân chỉ sang vấn, nên chọn lựa sử mở dạng tờ chỉ yê. Theo như đoạn văn thì nên chọn lựa cái công ty như thế nào? Tan City, chi ý ổn định tại chỉ yê là cái công ty có kinh doanh ổn định. 25. Tại sao cần phải để ý đến không gian phát triển nghề nghiệp? Tan sư si, phát triển không gian, phát triển không gian tạo, tương lai trái khả năng thí sinh. Cái không gian phát triển lớn thì tương lai mới có thể được đề bạt, được nâng cao, được đề bạt. Nếu bạn mệt thì chúng ta có thể tạm thời nghỉ ngơi một buổi. 或者下节课就继续啊，我听你一边读一边哭啊，流鼻水，一边读一边喘不气，喘不过气，喘不过气。 OK， 继续吧，老师。 与其说应聘，不是，与其说应聘像是沟通一项考试，倒不如说像是一个生活，生动活泼的企业，商业谈判。为什么？参加考试时，对你的沟通能力和技巧的挑战不大。 而应聘是一个商业行为，只有出色的沟通能力才能确保你成功的把自己包装和销售出去。很多自视甚高的人，甚至已在职场打拼多年的人，经常抱怨：为什么我总是怀才？ 不遇啊！我为什么总是怀才不遇啊？
其实我们更应该问问自己，我是一个别人感兴趣的人吗？我有没有能力让聘官喜欢自己？招聘官喜欢自己。Thay vì nói là ứng tuyển giống như là một trải qua một kỳ thi, thì hãy nói, chi bằng hãy nói giống như là một cuộc đàm phán. Sang nhé là cuộc đàm phán thương mại. Thương mại. Sinh động. Linh hoạt. Giống như là một cuộc đàm phán thương mại linh hoạt. Tại sao vậy? Khi mà tham gia kỳ thi thì cái khả năng và kỹ năng thì cái thách thức về khả năng và kỹ năng giao tiếp đối với bạn là không lớn, nhưng mà khi mà ứng tuyển thì lại là một việc là lại là một việc làm thương mại, lại là một việc làm mang tính làm một việc làm thương mại. Chỉ có năng lực giao tiếp xuất sắc mới có thể đảm bảo bạn thành công, bạn bán được các hàng hóa một cách thành công. Sell sổ là gì? Bán đó mà, đúng không? Bán tiêu thụ. Tiêu bao thụ là đóng gói. Cái hàng hóa bao trang đây là sản phẩm đấy này. Thì có đảm bảo bạn hứa sell sổ bạn cái tiêu thụ và đóng gói. Đây sell sổ là động từ. Sell sổ chu chỉ. Đóng gói và tiêu thụ. Đóng gói và tiêu thụ, đúng rồi. Thì có thể đảm bảo bạn bạn đóng gói và tiêu thụ thành công à? Đúng rồi, bạn đóng gói và tiêu thụ sản phẩm một cách thành công. Sell sổ chu chỉ là bán ra thị trường. Có thể đảm bảo bạn đóng gói và tiêu thụ ra thị trường một cách thành công. Nên họ ẩn ý cái từ suy chảo. Có thể đảm bảo bạn đóng gói và tiêu thụ ra thị trường một cách thành công. Khẩn tua. Rất là nhiều người như nào đây? Thầy. Tự sân cao. Tự sân cao. Là tự cho mình là cao giỏi. Lớn. Rất là nhiều người giỏi. Có rất nhiều người tự cho mình là khổng lồ. Thậm chí là tự cho mình là giỏi ấy. Chữ là tự, còn sự là nhìn nhận mình là giỏi, đúng không? Chữ sự tức là tự nhìn. Chữ sự. Rất là nhiều người cho mình là giỏi. Sân thậm cao chí, là, đúng rồi. Thậm chí là đã thậm chí có những người mà đã từng dốc sức làm việc nhiều năm ở chức trưởng, ở nơi làm việc thường xuyên than phiền. Tại sao tôi luôn luôn có tài nhưng không gặp thời. Thực tế là chúng ta cần phải hỏi bản thân mình, tôi có phải là một người mà người khác có hứng thú không, người khác thích không, tôi có khả năng khiến cho các nhà tuyển dụng thích không. Y gia chu minh de 4A quảng cáo công sư dao yi suo cao xiao jin xing xiao yuan xian qian hui hui hou da xue sheng men tou di de qian li gui de xiang shan yang xiao chang yi zhi ke wang neng jin zhe jia quảng cáo công sư dan kan zhe yi luo luo qian li ta dui zhi ji neng bu neng zhe tuo ying er chu shi zai mei you xinxin ta fan fu si kao zhe zenme yang qai neng zai qian li zhong tu chu yi ge guang gao ren ying you de su zhi you chuang yi ne
突然，他看见了校园里卖圣诞贺卡的小商店，不由灵光一闪，何不利用圣诞卡写简历？ Một công ty quảng cáo 4A nổi tiếng đã đến một trường cao đẳng để tiến hành tuyên truyền giảng tiến hành một buổi tuyên truyền giảng giải. Sau buổi tuyên truyền thì các sinh viên đã nộp những cái bản sơ yếu lý lịch của các sinh viên nộp thì chất thành chất đống giống như là núi. Tiểu Trương thì luôn luôn có khát vọng được có thể vào cái công ty quảng cáo này. Tuy nhiên khi mà nhìn từng cái đống sơ yếu lý lịch xếp chồng vào nhau thì cô ấy không có sự tự tin vào bản thân mình có thể bộc lộ được tài năng thực tế. Thu hình là chú sĩ nổi bật. Cô ấy không có lòng tin vào bản thân mình có thể bộc lộ được cái tài năng thực tại. Cô ấy nhiều lần suy nghĩ làm thế nào có thể bộc lộ được cái tố chất mà một người quảng cáo nên có ở trong bản lý lịch. Có sự sáng tạo đây, có phải là có sự sáng tạo. Đột nhiên thì cô ấy nhìn thấy một cái cửa hàng nhỏ ở trong khuôn viên trường bán cái thiếp chúc mừng Noel. Hủ yếu là không do dự. Hủ yếu linh quang. Không do dự, linh quang y sản. Linh quang y sản. Linh quang y sản tức là một cái ánh sáng thần kỳ nó lóe lên, một cái ý tưởng lóe lên. Không do dự, chi bằng hãy tận dụng cái thiệp chúc mừng Noel này để viết bản lý lịch đây. Xiao Chang马上 mải xia yi chang jing mei de yin yue ka. Zai shou ye yong piao liang de gang bi zi xie xia dui yin pin guan de wen ti. Kan kai lai, shui bian zhe dong ting de yin yue. Shenme? Chan na. 是呈现的是小张贴得公共成长的简历，小张自信把这份幸福简历送到应聘官手里时，招聘官手里时，招聘官脸上流露出明显的惊讶和欣喜。 就这样，小张进入了第一轮面试。Tiểu Trương lập tức mua cái thiệp có nhạc rất là đẹp đẽ đấy. Trang đầu tiên thì đã dùng chữ viết bằng bút máy rất là đẹp, viết ra những cái lời hỏi thăm đối với người tuyển dụng. Mở ra, khi mở ra thì đi kèm với âm nhạc rất là êm tai. Chứng xiển là lộ ra. Điều này lộ ra là cái lộ ra Tiểu Trang đã dán cái bản lý lịch rất là cẩn thận. Tiểu Trang tự mình đưa cái bản lý lịch vào tay người tuyển dụng, đưa cái bản lý lịch chúc phúc này vào tay người tuyển dụng. Người tuyển dụng, trên khuôn mặt người tuyển dụng lộ ra cái sự ngạc nhiên và thích thú rõ ràng.
Trên khuôn mặt của người tuyển dụng rõ ràng lộ ra cái sự ngạc nhiên và thích thú. Như vậy thì Tiểu Trang đã lọt được vào vòng phỏng vấn đầu tiên. Câu thông ly sua bái là chiêu sư răng bế rấn léo chế răng bế rấn léo chế nỉ chinh ớ chiêu sâu nỉ cân cao chinh chia chiêu sư răng tham mần xí khoan nỉ răng tham mần chế đỡ mấy yếu nỉ bù xín chúng in phiên câu thông chẳng lái chẳng ý cơ mình xẻn đỡ thẻo tràn chiêu sư tại trí đoạn đỡ sứ chen lỉ vì tự chỉ xu lý cơ tự xin khở khao đỡ chính xác. Cái năng lực giao tiếp mà nói rõ chính là khiến cho người khác có thể hiểu được bạn. Tiến tới là tiếp cận với bạn, tiếp nhận. Một cái trình độ cao hơn đó là khiến cho họ thích bạn, khiến cho họ cảm thấy là không có bạn thì không được. Từ cái việc giao tiếp trong ứng tuyển mà nói thì cái thách thức rõ ràng nhất chính là trong một thời gian ngắn chính là có thể xây dựng được cái hình tượng đáng tin cậy và tự tin của bạn trong một thời gian rất ngắn. Tác giả nghĩ rằng ứng tuyển thì giống như điều gì? Đáp án C. Thán phản chính là đàm phán. 27. Tiểu Trương được tạo miễn sự cơ hội sự yên vậy. Tiểu Trương nhận được cái cơ hội phỏng vấn là vì đáp án C. Tha đã chén ly khấn hiểu trang trang xin trang y. Trang y. Đó là cái lý lịch của cô ấy có sáng tạo, rất là có sáng tạo. 28. Sang huấn chủ yếu chẳng cao su ở mình. Cái đoạn văn chủ yếu muốn nói với chúng ta. Tán zi si. In pin chung câu thông tờ trung yếu xin. Đó là cái tính quan trọng trong giao tiếp, tính quan trọng giao tiếp trong ứng tuyển. Được. Tính quan trọng. Tầm quan trọng của giao tiếp trong ứng tuyển. Tha đã phản ứng sự trải trương tráng phan quế này đó. Cái phản ứng của cô ấy là ở trong phạm vi bình thường, phạm vi thông thường. 30. Đại biểu mân ý chinh lưu suy tạo tá lở hội trưởng. Các đại biểu đã lần lượt đến hội trường rồi. 30. Tha tờ trưởng trọng của trưởng cứ ý kế nỉ tham khảo. Cái quá trình trưởng thành của anh ấy có thể cho bạn tham khảo. Có thể giúp cho bạn tham khảo. Sáng cử, 培养, 对手, 公寓, 玩具, 电池, 日用品, 利润, 诚信, 媒体, 对象, 营业, 额, 不如, 干脆, 挤, 垮, 垄断, 倒闭, 热心, 资金, 傻, 倒霉, 生态, 商业, 领域, 适当, 促使, 生长, 妨碍, 促进, 利益,
合理万一维持饱和不见得专有名词见尾课文内容觉得课文内容对练习来说太容易了不算什么难第29课培养对手课文培养对手建伟在大学的一座公寓楼里开了一家书店顺便卖点文具电池小日用品等一年多来虽然每件商品的利润都并不高但他诚信经营薄利多销使书店生意越来越红火甚至成为了媒体的采访对象这个大学里另外还有三家书店由于受到了建伟书店的影响这三家书店的经营空间越来越小三家的营业额加起来还不如他一家高建伟成了这里的书店老大这时许多亲朋好友便建议他干脆把另三家书店挤垮垄断这个市场可建伟不但没有去挤垮对手反而还经常帮助三家书店搞一些营销活动对于一家快要倒闭的书店他还主动热心地借给其资金想办法让他继续经营下去有人问他你怎么这么傻就让他们倒霉不好吗建伟说我是在保持这一地区图书市场的生态平衡商业领域其实和自然界一样自然界中的生物适当有一些敌人会促使它们生长得更好同样的对手并不会妨碍我的发展反而会促进经营让我获得更多利益一个原因是这样能创造让客户有所比较和优中选优的购物环境通过比较学生们才知道我的书店服务好品种优价格合理如果只有我一家书店了学生们没有了比较价格定得再低也会认为我的书价高万一他们自己跑到其他图书市场去货比三家那我的生意就完了还有一个很重要的原因就是维持这种书店饱和的生态避免更多更强的对手来插足我把其他三家都挤垮了不见得是件好事因为别人一看这么大的地方只有我一家书店新的书店可能就会出现弄不好来一个比我更强的对手所以为了保持目前这种经营的生态平衡我要继续把对手培养好好有请了啊听啊他听读了他读听他读了想睡觉觉得很困他的声音啊让我如入 OK 听老师的话是不想睡觉但是听录音的话想睡觉觉得很困对建伟在大学一座公寓楼里开了一家书店顺便卖点文具电池小日用品等一年多来虽然每件商品的利润都并不高但他诚信经营薄利多销使书店生意越来越红火甚至成为了媒体的采访对象这个大学里另外还有三个书店三家书店由于受到了建伟书店的影响
这三家书店的经营贡献越来越小，三家的经营额加起来还不如他一家高。建伟成了这里的书店老大。建立了Kiến Vĩ nhỉ? Kiến Vĩ đã mở một cửa hàng sách ở trong khu chung cư của một ở trong một tòa nhà khu chung cư đại học. Tại đại học ở đại học. Đâu rồi, trong trường nhân đại tiện học. Thì bán trong trường đại học. Kiến Vĩ đã mở một hiệu sách trong một tòa nhà ở trong trường đại học. Trong khu chung cư, Cung Huy là. Cung Huy. Trong khu chung cư ở trong trường đại học. Nhân tiện thì bán một ít văn phòng phẩm, pin và các đồ dùng thiết yếu. Hơn một năm trở lại đây, mặc dù là cái lợi nhuận kinh doanh của mỗi hàng hóa thì không cao, tuy nhiên thì anh ấy kinh doanh một cách trung thực. Lợi nhuận ít nhưng bán được nhiều đã khiến cho cái kinh doanh trong cửa hàng sách của anh ấy càng ngày càng phát triển. Đối tượng. Thậm chí phát triển hối hiệu khủng của. Thậm chí đã mấy, trở mấy thỉ tức là cái gọi là cái gì nhỉ? Thậm chí đã trở thành cái đối tượng phỏng vấn của các phương tiện truyền thông. Đúng rồi. Đại chúng. Thậm chí đã trở thành đối tượng phỏng vấn của các phương tiện truyền thông đại chúng. Trong cái trường học mà vẫn còn có 3 cái hiệu sách khác do là ảnh hưởng do chịu sự ảnh hưởng của hiệu sách của Kiến Vĩ nên là cái không gian kinh doanh của 3 cái hiệu sách này càng ngày càng nhỏ đi. Cái mức kinh doanh của 3 cái hiệu sách này cộng lại thì vẫn không cao bằng một cửa hàng sách của anh ấy. Kiến Vĩ đã trở thành lão ta là anh cả lớn. Của hiệu sách à? Anh lớn trong giới của các hiệu sách. Anh lớn trong giới bán sách. Đại ca gọi là lão ta. Ông trùm. Anh lớn trong các cửa hàng sách. Lão ta cũng là đại ca thầy trong phim ấy nhỉ? Đúng rồi, lão ta là đại ca. Chưa xứ, chỉ đua chín ở chín phấn hảo hiệu bên chen đi. Tha can chơi bả linh san cơ sô đen ở chí khỏa lũng đoan chơ cơ sơ trọng. Cửa chen vệ bố đàn mấy hiểu chú ý chí khỏa tư sổ. Phản ứng khái chinh yến băng trụ san gia sô đen cảo xiểu cảo y xiêu yến xiêu hồ tụng. Đối với y gia khoai yào 倒闭的书店，他还主动热心的借给其资金，想办法让他继续经营下去。 Cái lúc này rất là nhiều bạn bè và người thân liền đưa ra ý kiến là anh ấy nên chí khỏa làm cho 3 cái hiệu sách kia phá sản, làm cho để giữ độc quyền cái thị trường này. Tuy nhiên thì Kiến Vĩ không những không làm cho đối thủ bị phá sản mà còn thường xuyên giúp đỡ 3 cái hiệu sách. Làm một số các cái hoạt động marketing. Đối với một cái hiệu sách mà sắp phải đóng cửa, anh ấy còn chủ rất là nhiệt tình chủ động cho mượn tiền vốn, nghĩ ra cách để khiến cho cái hiệu sách này có thể tiếp tục kinh doanh.
有人问他，你怎么这么傻，就让他倒霉不好吗？Có người hỏi anh ấy, bạn tại sao lại ngốc như tin như vậy? Hãy để cho họ gặp xui xẻo đi, không được à? Hãy để cho họ rủi ro đi, không được à? Chen Wei shuo, wo shi zai bao chi zhe zhe yi di qu tu shu shang shi shi. À, bù shi. Chen Wei shuo, wo shi zai bao chi zhe yi di qu tu shu shi chang de sheng tai ping heng. Shang ye ling yu qi shi he zi ran jie yi yang. Zi ran jie chung de sheng wu. 适当有些敌人, 会促使他们生长得更好。 同样的, 对手并不会, 就是妨碍我的发展, 反而会促进经营, 让我获得更好利, 让我获得更多利益。 一个原因是, 这样能创造让客人, 让客户, 所有比较和优中先优的购物环境，通过比较，学生们才知道我的书店服务好，品种优，价格合理。如果只有我一家书店了，学生们没有了比较。 价格定得再低，也会认为我的书价高。万一他们自己跑到其他图书市场去，货比三家，那我的生意就完了。还有一个很重要的原因就是维持这种书店饱和的生态，避免更多更强的对手来插足。 我把其他三家都挤垮了，不见得是件好事，因为别人一看这么大的地方，只有我一家书店，新的书店可能就会出现，弄不好来个比我更强的对手，所以。 为了保持目前这种经营的状态平衡，我要继续把对手培养好。哎，念完了。啊，kiến vĩ nói, tôi bảo chứ là tôi đang duy trì cái sự cân bằng sinh thái của thị trường bán sách khu vực này. Sang ye lĩnh vực, cái lĩnh vực thương mại thực tế là cũng giống như là giới tự nhiên, những sinh vật trong giới tự nhiên thì cũng thích hợp với một vài kẻ địch, đúng không thầy? Khiến cho sẽ thúc đẩy sự sinh trưởng tốt hơn. Cũng như vậy, đối thủ cũng sẽ không cản trở sự phát triển của tôi, ngược lại sẽ thúc đẩy việc kinh doanh, khiến cho tôi có được nhiều lợi nhuận hơn. Một nguyên nhân khác thì việc làm này có thể tạo ra khiến cho những khách hàng có được sự ít nhiều có được sự so sánh và môi trường vì đây thầy và môi trường mua sắm yêu chung yêu chung xẻn yêu sẽ chọn lựa ra cái tốt nhất xẻn yêu mà xẻn giữa chung yêu siêu tập xẻn yêu là và môi trường mua sắm chọn yêu lựa chung tốt chuyển nhất yêu, tức là ở bên trong cái tốt là chọn là cái tốt hơn
đúng không? Ok, ở bên trong cái tốt thì chọn cái tốt hơn, đúng rồi. Nhiều tức là tiếng Việt thì gọi là gì nhỉ? Kẻ nhiều. Thì có nghĩa là môi trường mua sắm có sự chọn lựa tốt. Đúng môi rồi, trường mua thế thì là một sắm sự tốt sàng lọc hơn. tự nhiên thôi. Đúng rồi. Môi trường mua sắm có sự chọn lọc. Đó. Thông qua bị treo. Thông qua việc so sánh, các học sinh mới biết rằng hiệu sách của tôi có sự phục vụ tốt, khiến chúng yêu, các sản phẩm tốt, giá cả thì hợp lý. Nếu như chỉ có một mình hiệu sách của tôi, các bạn học sinh sẽ không có sự so sánh. Giá cả có đưa ra có thấp thì cũng sẽ được coi là giá cả cao, giá sách cao. Ngộ nhỡ mà họ đi đến các cái hiệu, các cái thị trường khác, thị trường bán sách khác. Khua bỉ san gia là sao mấy sự? Khua bỉ là so sánh giá của ba nhà. Khua bỉ san gia. So sánh giá của ba nhà. So sánh hàng, không phải không sánh giá. Khua tức là hàng hóa. So sánh hàng hóa được so sánh qua ba nhà. Khua là hàng hóa, bỉ là so sánh đúng không? Khua u bỉ treo, san gia. Ngộ nhớ mà họ tự mình đi đến các cái thị trường sách khác. Hàng hóa thì được so sánh giữa ba nhà. Thì như vậy, cái sự kinh doanh buôn bán của tôi đã kết thúc. Sẽ không còn nữa. Vẫn còn một lý do quan trọng khác, vẫn còn một lý do rất là quan trọng, chính là để duy trì cái cân bằng sinh thái, bảo khứa là cái cân bằng sinh thái hài hòa của những hiệu sách này, tránh được những đối thủ mạnh hơn và nhiều hơn chen chân vào. Tôi làm phá sản ba cái hiệu sách này thì chưa chắc đã là một việc tốt. Bởi vì người khác khi mà nhìn thấy cái nơi lớn như thế này chỉ có một cái hiệu sách của tôi thì cái hiệu sách mới có thể là sẽ xuất hiện. Làm mà không tốt thì sẽ xuất hiện một cái đối thủ tốt, mạnh hơn tôi. Vì vậy mà để duy trì cái sự cân bằng sinh thái trong kinh doanh các cái loại kinh doanh mặt hàng này như trước đây thì tôi cần phải đào tạo tốt đối thủ của mình. Chẳng ra là sao. Hôm nay OK. Na, xin chi, xin chi rư. Xin chi thiên. À, xin chi rư, rồi. À, chúng ta tiếp tục học. Chúng ta tiếp tục học. À, vậy thì tôi chưa gì. Anh chị đã học bài tập. Lão sư, anh chị đã học bài tập. Xin xin chi cái học. À, đúng. Xin xin chi cái học. Anh còn trong bài tập của chủ. Vì vậy, có gì thông báo, tôi sẽ thông qua cái Zalo của nhóm chủ, gửi cho anh thông báo. 所以你要帮我注意一下你的Zalo 对 lớp của hai thầy đấy, hai bạn đấy là học vào thứ mấy nhỉ thầy nhỉ? Thứ ba và thứ bảy. Học hai rưỡi nhỉ thầy nhỉ? Hai rưỡi đúng không? Hai rưỡi. Khi nào mà có lớp nào mà học từ bài quyển 1 ấy thầy, bài quyển 5 nhưng mà từ đầu ấy thầy, thầy cho mình học lại. Nó yêu tầm đầu ấy, cái 8 bài đầu mình chưa học sao ấy. 8 bài đầu mình chưa học. Thế phải xem có bạn học sinh nào bạn ấy đăng ký đã.